Thưa quý vị và các bạn, tối 24 tháng 11, Công an tỉnh Bình Định và các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ ẩu đả khiến một tài xế xe tải bị đâm tử vong tại quốc lộ 1D, đoạn qua địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thông tin từ Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 17 giờ 20 ngày 24 tháng 11, Trương Việt Cường, sinh năm 1983, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, điều khiển xe bồn chuyển hướng từ trong cửa hàng xăng dầu PL phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn ra quốc lộ 1D. Trong lúc đổ xăng, Trương Việt Cường và anh TVD xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó, nghi can Trương Việt Cường đã rút con dao đâm trúng ngực anh TVD gây thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng anh TVD đã tử vong. Cơ quan chức năng đã bắt đối tượng Trương Việt Cường để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định điều tra làm rõ. Đại tá huỳnh bảo nguyên phó giám đốc công an tỉnh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cho biết hai người này vào cây xăng rồi gây lộn với nhau rồi tài xế điều xe bồn lấy dao bấm gắn trong chùm chiều quá đâm tài xế xe tải. Công an tỉnh giao cho công an thành phố quy nhơn tiếp tục điều tra vụ việc. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng có gần 4.900 camera được lắp đặt ở khu vực công cộng, khu dân cư, tổ dân phố, hôn thông qua hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chỉ còn hơn 1.500 chiếc hoạt động, đa số không rõ nét. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay toàn thành phố có 4.849 camera được lắp đặt ở khu vực công cộng, khu dân cư, tổ dân phố, thôn, thông qua hình thức xã hội hóa hệ thống camera này đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa cũng như đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên đến nay, số không hoạt động hơn 3.300, chiếm 68%. Trong hơn 1.500 camera đang hoạt động, chỉ có 526 chiếc có chất lượng, còn lại đều không rõ nét, trong khi hiện hệ thống không có kinh phí để duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tích cực thực hiện dự án hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp với hệ thống camera, công vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, và các phần mềm quản lý thông minh giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai hệ thống rộng khắp thành phố với các camera được trang bị kỹ năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe và cảnh báo tự động. Tối 24 tháng 11 trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ cháy nhà làm một người tử vong. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, bà Võ Thị Thờ, 66 tuổi ở tổ 7 khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đang ở nhà dưới thì phát hiện có mùi khét trong nhà có nhiều khói nên chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà ngay sau đó người dân sống ở khu vực này đã báo cáo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức dập lửa vụ cháy đã khiến ông trần quy chồng của bà võ thị thờ tử vong ngay tại nhà nguyên nhân ban đầu xác định ông quy tử vong là do ngạt khí vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin chính thức vụ việc người lạ tiếp cận cho tiền học sinh tại cổng trường như mạng xã hội và báo chí đã đưa tin trước đó. Tối 24 tháng 11, ông Nguyễn Văn Đức, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 cho biết, công an quận 12 đã xác minh người đưa tiền là một phụ huynh của trường tiểu học Hà Huy Giáp quận 12. Khi đưa con đi học, thầy em học sinh T đang mượn tiền bạn ở cổng trường nhưng bạn không có, phụ huynh này đã đưa 20.000 đồng cho em rồi đi về. Cùng ngày sau khi nhận được thông báo tuyên truyền của trường tiểu học Hà Huy Giáp về công tác phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian xâm hại bắt cóc trước cổng trường trong nhóm phụ huynh là lớp con của phụ huynh này theo học. Vì phụ huynh trước đó cho tiền T có đăng nội dung đính chính lên nhóm và báo tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Phụ huynh này cũng đã làm việc với công an để làm rõ vụ việc. Công an quận 12 đề nghị các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học khi phát hiện các vụ việc đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cần lập tức báo ngay đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời xác minh xử lý vụ việc, đồng thời tránh chia sẻ các thông tin chưa có căn cứ, chưa được xác minh từ phía cơ quan chức năng, gây tâm lý hoang mang lo lắng, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân. Trước đó ngày 23 tháng 11, bà Nguyễn Hoàng Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Giáp cũng xác nhận nhà trường có ra văn bản vào ngày 22 tháng 11 về việc phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh, phòng tránh kẻ gian sập hại bắt cóc trước cổng trường đến giáo viên chủ nhiệm để tuyên truyền cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi vào lớp 10 công lập thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 vẫn gồm 3 môn toán, văn, ngoại ngữ với cấu trúc bài thi tăng cường câu hỏi vận dụng thực tế. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh sẽ làm bài 3 môn tự luận Toán, Văn và Ngoại ngữ đều tính điểm hệ số 1. Trong đó Toán và Văn có thời gian làm bài 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút. Nếu đăng ký vào lớp 10 chuyên tích hợp thí sinh làm thêm bài môn chuyên tích hợp trong 150 phút. Nội dung đề thi lớp 10 nằm trong chương trình Trung học cơ sở, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi không chỉ dừng ở việc kiểm tra kiến thức môn học của học sinh mà chú trọng kiểm tra năng lực vận dụng, đọc hiểu, tư duy logic. Sở chủ trương tăng cường các câu hỏi vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tế. Cấu trúc đề thi sẽ đảm bảo tính phân hóa phù hợp cho việc tuyển sinh. Đặc biệt năm nay, thí sinh vẫn được đăng ký ba nguyện vọng vào lớp 10 công lập, không phân biệt khu vực nhưng ưu tiên trường gần nhà, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không thể theo vì xa trường. Thưa quý vị, trong 10 tháng đầu năm 2023 Tại Bình Dương có tới 64.310 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, có nhiều trường hợp đã đóng tiền trên 10 năm vẫn làm hồ sơ rút bảo hiểm. Theo thống kê, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tập trung nhiều nhất ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Về tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bình quân từ 5 năm 3 tháng đối với nam và 6 năm 3 tháng đối với nữ, nhiều trường hợp làm việc trên 10 năm vẫn làm thủ tục để rút bảo hiểm xã hội một lần. Theo phân tích của cơ quan bảo hiểm xã hội Bình Dương, nguyên nhân khách quan do trong năm qua, Bình Dương tiếp tục chịu ảnh hưởng khó khăn, tình trạng lao động mất việc làm tăng và thiếu việc làm kéo dài, người lao động gặp khó khăn về tài chính, khó tìm được việc làm mới đến khi họ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, nên người lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần để có khoản tiền trang trải cuộc sống gia đình. Ngoài ra, chính sách bảo hiểm xã hội một lần khá thông thoáng, dễ dàng nên người lao động chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết khó khăn về tài chính trước mắt. Theo cục thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, từ tháng 8 đến nay dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng gia tăng và dự kiến tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Cả nước vẫn còn 128 ổ dịch ở 28 tỉnh và thành phố. Cập nhật mới nhất từ cục thú y, từ đầu năm đến ngày 21 tháng 11, cả nước xảy ra hơn 570 ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 530 xã của 40 tỉnh thành phố. Số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là hơn 24.200 con. Hiện nay, cả nước còn 125 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố, vẫn chưa qua 21 ngày. Số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy tại các địa phương này là hơn 7.300 con. Theo Cục Thú Y, dịch bệnh tả lợn châu Phi gia tăng vừa qua có nguyên nhân do không có kiểm dịch nội tình, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số. Khoảng 27.000 cơ sở, giết mổ tập trung được hơn 460 cơ sở. Bên cạnh đó, hệ thống thú y cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay rất lòng lèo, không đảm bảo nguồn lực triển khai phòng chống dịch bệnh do các địa phương sát nhập vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp.